Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Cá tím là một cái thực phẩm mà mọi người rất ưa thích. Và từ cá tím nhà cháu đã làm rất nhiều món. Nào là cá bung này, nào là cá bung chay này, nào là cá nướng này, rồi là cá kho vân vân. Và ngày hôm nay nhà cháu lại hân hạnh gửi đến các cụ mợ một món ăn rất là ngon. Nó là một món xào để ăn trong những cái mùa thu đông như thế này. Cái thứ lúc thời tiết lạnh lạnh như này, ăn món này rất hợp và rất đưa cơm. Đó chính là món cá tím xào với thịt băm. Để làm được món ăn này cần có 3 quả cà tím tròn các cụ mợ nhé. Nếu các cụ mợ không dùng cà tím tròn như này thì các cụ mợ dùng cà tím dài cho cháu thì cũng dùng 3 quả. Để xào được một đĩa nó cũng to to một chút ấy, thì nó rất là ngon. Và cho cháu cần có khoảng độ 150g cà chua. Và xào thịt băm thì dĩ nhiên rồi phải có thịt băm chứ. Ở đây cháu dùng 150g nạc thăn, nạc vai đầu thăn đã băm nhỏ. Đấy. Và cháu cần có 30g hành hoa các cụ mợ nhé, 30g hành hoa này. Cháu cần có 20g hành khô các cụ mợ nhá, 20g hành khô, có 30g tỏi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cần có khoảng độ chục cái lá lốt và nửa mớ rau tía tô, không thể thiếu được một quả chanh. Và những cái gia vị đi kèm của nó sẽ gồm có một chút hạt nêm, một chút bột canh hay còn gọi là gia vị, một chút nước mắm và một chút bì chính. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành làm các cụ mợ nhá. Đầu tiên là hành hoa các cụ mợ nhá. Hành hoa thì các cụ mợ đập dập cái phần củ, rồi các cụ mợ thái 2cm cho nhà cháu nhá. Đấy. Phần rau tía tô các cụ mợ nhặt rửa sạch và vẩy ráo cho cháu nhá. Sau đó các cụ mợ thái rối khoảng độ 1cm. Có mấy cái số trước nhà cháu đã hướng dẫn các cụ mợ làm món cà tím xào chay với cả đậu rán rồi đấy. Thế nên là hướng dẫn cà tím xào cho người ăn chay mà không giới thiệu cái món cà tím xào cho người ăn mặn thì lại quả một thiếu sót. Thế nên là nhà cháu mới làm cái món cà tím xào thịt băm là vì như vậy đấy ạ. Lá lốt các cụ mợ nhặt rửa sạch cho cháu, bỏ bớt cái đầu cuống của nó đi này. Rồi chúng ta sẽ thái nhỏ khoảng độ 0,5 đến 0,3 đến 0,5 cm thôi. Các cụ mợ có thể lấy ra trộn ba cái thứ này vào với nhau nhá. Hành này, tía tô mới cả lá lốt vào với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ băm tỏi và thái hành khô các cụ mợ nhé. Chúng ta sẽ thái lát ra. Tỏi chúng ta sẽ băm nhỏ. Cà chua quả nhỏ thì cắt làm 4, quả to thì làm 6, làm 8. Đây hôm nay cháu mua cà chua này nhỏ cắt làm 4 cho các cụ mợ bổ câu nhé. Đấy, để góc đây. À có người xào cà này người ta không cho cà chua nhé, không sao. Cháu cho cà chua không sao, tùy vào khẩu vị nhé các cụ mợ nhé. Bây giờ quả chanh chúng ta sẽ vắt vào nước ngâm cà các cụ mợ, chuẩn bị cháu khoảng độ hơn lít nước nhá. Đây này, vắt chanh vào đây. Cứ để cả vỏ vào không sao đâu ạ. Nhiều người cứ bảo là tôi ngâm giấm nó không thâm. Đảm bảo với các cụ mợ là vẫn thâm, nhà cháu đã thử rất nhiều lần rồi. Cà xào này các cụ mợ cắt một quả làm 8 cho cháu nhé, quả tròn nhé. Còn nếu cắt mợ cắt quả dài thì các cụ mợ cứ cắt đôi ra, xong các cụ mợ cắt lát dày khoảng độ 1 đến 1,5 cm là vừa ở đây. 3 quả cà xào này được một đĩa to đấy các cụ mợ. Cả nhà ăn là no. Thêm những cái loại món ăn khác trong một mâm cơm là được rồi. Các cụ mợ cho vào, xong các cụ mợ lấy tay các cụ mợ đảo đảo cho cháu để cho mục đích là cho cái cà nước chanh nó bao hết cái miếng cà cho nó khỏi bị thâm. Các cụ mợ đừng lấy cái đĩa mà úp xuống nhé. Các cụ mợ lấy đĩa úp là cái phần cà nó nổi ấy. Nó nằm ở trong cái, nó nằm ở dưới cái đáy cái đĩa, nó sẽ làm cho vẫn là đen cà đấy ạ. Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ ướp thịt nạc vai băm các cụ mợ nhé. 1 lạng rưỡi thịt nạc vai đây. Cháu sẽ ướp vào đây như sau. 1 thìa cà phê hạt nêm các cụ mợ nhá, tương ứng với 2g. 1 thìa cà phê mì chính cũng tương ứng với 2g. 1/2 thìa cà phê tiêu các cụ mợ nhá, tương ứng với 1g. 1 thìa cà phê nước mắm ngon nó cũng tương ứng với 2g.
Xong bắt đầu chúng ta sẽ đảo đều cái hỗn hợp thịt này lên. Cái thịt băm này nó ngấm cũng rất là nhanh. Các cụ mợ chỉ đảo một chút thôi, xong bắt đầu để ngấm khoảng độ từ 7 cho đến 10 phút. Thế bắt đầu tí nữa chúng ta sẽ tiến hành đi xào. Xào thịt trước xong bắt đầu chúng ta sẽ xào cá sau. Các cụ mợ ơi, chảo nóng nhá. Các cụ mợ cho cháu vào đây 3 thìa canh dầu ăn nhá. Các cụ mợ láng chảo cho cháu. Đây, các cụ mợ phi thơm hết cho cái chỗ hành khô này lại lên nhá. Khi nào hành vàng điếc mũi hàng xóm thì các cụ mợ... Rồi, hành vàng rồi các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ cho thịt vào luôn này. Cụ mợ vừa xào vừa dầm ra cho cháu, cho thịt nó săn lên luôn. À, nếu các cụ mợ không xào thịt băm thì các cụ mợ dùng cái nạc khăn ý, thái lát mỏng ra, đấy, thái miếng ra, xong bắt đầu các cụ mợ xào cũng được. Thịt băm nó nhanh chín lắm đấy nha các cụ mợ nha. Đấy, nó chín tới như này này. Đấy, các cụ nó không còn vón cục nha, các cụ mợ cho ra luôn nhá. Đấy, tắt bếp ra luôn này. Đấy, đổ đúng vào cái bát mà chúng ta vừa ướp thịt đi nha các cụ mợ nhá. Sau lúc này bây giờ chúng ta sẽ đổ cà ra các cụ mợ nhé, chúng ta rửa cho nó ráo nước, xong bắt đầu là chúng ta sẽ mang vào chúng ta xào. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta đến hành xào cà sau khi mà cà đã rửa ráo như này rồi nhé. Các cụ mợ cho cháu vào đây cũng 3 thìa canh dầu ăn nhá. Rồi các cụ mợ cho hết cái phần tỏi băm vào đây cho cháu để chúng ta tiến hành xào cà. Phi thơm vàng nó lên. Thịt lợn lại hợp hành mà cà lại hợp tỏi, thế nên là chúng ta sẽ một cái món ăn chúng ta sử dụng hai loại gia vị liền. Phi thật vàng thật thơm lên các cụ mợ nhé. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy cà của cháu trắng không, cà tím trắng không? Đấy, nó phải trắng như thế khi mà chúng ta ngâm nước chanh ấy. Khi tỏi vàng này rồi nhé các cụ mợ nhé, chúng ta sẽ cho cà vào xào luôn. Các cụ mợ xào lửa to lên cho cháu nhá. Xong lúc này các cụ mợ chắt cái nước thịt băm vào cho cháu cho nó ngấm gia vị. Cà là cũng là một cái thực phẩm rất nhanh chín nhá, nên các cụ mợ xào kỹ, xào vừa thôi. Các cụ mợ xào quá là nó nát ấy, nó toét ra đấy, nó thành như là cháo cà đấy chứ không phải là cà xào nữa đâu. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành nêm các cụ mợ nhá. Với ba quả cà như này cháu sẽ nêm khoảng độ nửa thìa cà phê gia vị, hay còn gọi là bột canh ấy, có nơi gọi là bột súp ấy, nửa thìa cà phê tức là 1 gram thôi. 1 thìa cà phê hạt nêm các cụ mợ nhá. 1 thìa cà phê mì chính 2 gram. Chúng ta sẽ đảo cho cà được ngấm gia vị một chút nhá. Rồi lúc này chúng ta sẽ đổ thêm thịt băm và xào cùng luôn. Thơm lắm các cụ mợ. Chúng ta xào khoảng độ 5 phút cho cà nó om om, nó chín chín một tí. Cà này sống thì ăn lại bị hăng. Đây là chúng ta xào cho cà nó chín chín một tí nhưng mà nó đừng nát là được. Và xào như này cái thịt băm ấy nó quện vào cà cũng rất là ngon đấy ạ. Và cháu sẽ nêm thử. Cái vị vừa đấy các cụ mợ. Các cụ mợ mà muốn dậy mùi thì các cụ mợ cho cháu 1 thìa cà phê nước mắm vào đây nhé. Không thể quên được nước mắm đâu. Cho 1 thìa vào đây cho nó thơm. Các cụ đừng đậy vung nhá. Các cụ mợ mà đậy vung là cà nó sẽ bị đen đấy nhá. Rồi các cụ mợ ơi, khi mà cà chín nhá, cà chua cũng chín nhá, chứ các cụ mợ đừng xào nát cà chua ra nhá, sẽ không ngon đâu ạ. Chúng ta sẽ cho hành tía tô này, lá lốt vào này. Đấy, chúng ta bớt lại một chút để tí nữa chúng ta rắc lên trên. Tắt bếp cho ra đĩa luôn. Và các cụ mợ nhớ là đảo cho cháu một cái hành tía tô lên một chút cho nó hành tía tô nó chín nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa luôn. Và nhà cháu đã hoàn thành xong món cà tím xào với thịt băm rồi các cụ mợ nha. Bây giờ nhà cháu sẽ ăn thử cà.
Cà chín tới vẫn giòn như các cụ mợ nhá. Không giống như thế nào cả. Rất giấm gia vị. Cuốn cuốn một ít củ thịt băm á. Đấy, thịt băm mềm. Cái vị rất là vừa. Nó lại thơm đặc trưng của lá lốt, của tía tô và hành hoa. Thơm lắm, và cái món này rất là cuốn đấy các cụ mợ. Đấy chính là yêu cầu kỹ thuật của món cà tím xào với thịt băm, mà các cụ mợ ở chế biến ở nhà nó phải đạt những yêu cầu như vậy mới tạm gọi là thành công. Nhà cháu hy vọng rằng là với cái món cà tím xào thịt băm dành cho các cụ mợ ăn mặn như này ngày hôm nay, trong một cái thời tiết xe lạnh 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 như thế này mà có đĩa cà tím xào thì rất là đưa cơm cà tím xào nóng bỏ ra cho cả nhà quây quần cùng thưởng thức thì tuyệt vời còn gì bằng. Hy vọng rằng các cụ mợ sẽ yêu thích cái món ăn này và các cụ mợ làm đi nhé. Các cụ mợ làm xong thì các cụ mợ nhớ chụp ảnh lại và gửi cho nhà cháu xem, và trong group nhà cháu yêu bếp ấy ạ, thì mọi người cũng xem được thành quả của các cụ mợ và nhà cháu cũng sẽ có đôi lời nhận xét. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.